Theo đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư mọi người theo dõi nha. Tài khoản này đến nay thì nhỉ đã lên là 2514 đô, mọi người thấy rõ nha. Thì đây là gì nhỉ? Mọi người một lát nữa tôi sẽ show full cái lịch sử giao dịch của tài khoản này để theo yêu cầu của toàn bộ học viên của bên trung tâm đào tạo Forex. Mời show để cho các học viên ở các nơi sẽ theo dõi cùng cả bên trung tâm đào tạo Forex. Rồi để mà gì nhỉ? Để chủ nhật này thì chúng ta tiếp tục những cái buổi mà training cho những người đã gì nhỉ học và gì nhỉ, còn để tuần sau chúng ta sẽ có những cái buổi mà gì nhỉ giao dịch live cùng với cả nhau ở trên thị trường. Đây là những giá trị mà bên trung tâm đào tạo Forex mong muốn chứng minh cho những người học viên của bản thân mình và cũng thể theo yêu cầu của toàn bộ gì nhỉ học học viên. Chúng tôi sẽ show định kỳ cho toàn bộ học viên của bạn bên trung tâm đào tạo Forex. Những giá trị này thì gì nhỉ? Rất là mong gì nhỉ? Học viên theo dõi và để có thể gì nhỉ? Điều chỉnh những cái giao dịch của bản thân mình sao cho nó phù hợp nhất trên thị trường. Đấy, có như vậy thì chúng tôi mới cảm thấy là gì nhỉ? Vui về vui. Đó. Đây mọi người sẽ bắt đầu coi trên thị trường. Nhà đầu tư thấy rõ nha, thì các lệnh thì đã được bên trung tâm đào tạo Forex đã take profit. Thì đây lệnh có vẫn còn gì nhỉ, không còn vướng, tài khoản đã lên 2514 đô. Tài khoản này giao dịch tổng cộng đến nay được có 9 ngày thôi đó, mở có giao dịch đúng 9 ngày và lên đến 2514 đô. Thì những giao dịch của toàn bộ tài khoản này đây sẽ được trung tâm đào tạo Forex show lên cho mọi người thấy những giá trị này. Rồi, mọi người hãy đây tôi kéo xuống đây để cho mọi người thấy là gì nhỉ? Giá vẫn đang chạy ở trên thị trường. Ở đây chính là đây, mọi người thấy nha, xuất phát điểm ở đây. Sau 9 ngày thì từ 400 đô lên đến 2514 đô. Đó, mọi người thấy xuất phát điểm đây nha. Và cũng có những lệnh mà tôi điều chỉnh các thứ. Tại vì tùy theo những cái mà ra vào lệnh ở trên thị trường mà trung tâm đào tạo Forex sẽ điều chỉnh khối lượng và tùy theo mỗi khi mà chúng tôi vận dụng các phương pháp khác nhau thì chúng tôi sẽ điều chỉnh các cái khối lượng ra vào trên thị trường, quay rất từ từ để cho toàn bộ học viên của bên trung tâm đào tạo Forex ở các nơi có thể gì nhỉ? Theo dõi. Đó, mọi người thấy rõ nha. Đó. Đó. Khi mà chúng ta đi giao dịch ở đâu thì phải coi được hết đây, những lệnh 5 lọt từ buổi chiều đến giờ chúng tôi đánh 4 lệnh nhá. Đó. Có hết những lệnh chúng tôi đánh. Đó. Đây là gì nhỉ? Những lúc này thì chúng tôi sẽ vận dụng những cái phương pháp khác ở trên thị trường. Đấy, nhờ toàn bộ học viên theo dõi tất cả các lệnh ở trên thị trường đều thấy lệnh sáng tôi đã take profit rồi. Mọi người thấy rõ, tài khoản đã lên full tất cả trong vòng 9 ngày. Từ 4.680 4.000 ở đâu từ 468 đô lên đến 2.000 lên đến 2.514 đô. Đó. Thì mọi người thấy lợi nhuận ở đây là 2.045 đô ở trên tài khoản. Thế đấy. Đây cũng mong muốn rằng gì nhỉ? Đây là mong muốn rằng tại những cái giá trị này thì học viên của chúng tôi theo dõi và gì nhỉ? Có thể tự điều tiết các cái lệnh giao dịch của bản thân mình. Chúng tôi mong muốn, rất mong muốn những cái người học viên của chúng tôi gì nhỉ sẽ ngồi giao dịch trực tiếp với cả chúng tôi trên thị trường. Bởi có như vậy thì gì nhỉ, anh em học viên mới có thể gì nhỉ điều tiết các lệnh của mình ra vào trên thị trường sao cho nó chuẩn. Không phải là gì nhỉ, cứ thế mà học là sách ra là nhỉ, áp dụng. Bởi vì vấn đề các bạn phải thấy được bản thân tôi đứng ra gì nhỉ chia sẻ cho các bạn thì không phải thân tôi trong những bước ban đầu tôi sẽ phải là người chứng minh cho các bạn cách để mà vận dụng phương pháp này vào thực tiễn như thế nào. Thì như vậy các bạn mới có thể nhà điều tiết về tâm lý, điều tiết về hành vi và điều tiết về cái cảm xúc của các bạn ở trên thị trường để có thể hiểu và vận dụng phương pháp được. Thì đây cũng là mong muốn rằng cho các bạn hiểu điều này. Đó. Thì chúng tôi rất là gì nhỉ? Đây là những cái tài khoản mà nhỏ của bản thân tôi thôi. Tài khoản lớn thì học viên của trung tâm đào tạo Forex thấy rất là bình thường. Đó.
Cũng mong muốn sao thì nhà những giá trị này học viên của bên trung tâm đào tạo Forest hiểu rõ, và cũng mong rằng những cái người ngoài có thể thấy rõ được những giá trị này. Và gì nhỉ, học ở đâu thì các bạn phải yêu cầu thầy của các bạn làm được đúng như những gì bên trung tâm đào tạo Forest đã gì nhỉ, đã và đang và sắp nữa thì chúng tôi vẫn đang làm những điều này một cách miệt mài đối với cả những người học viên của bản thân chúng tôi. Là gì nhỉ, các bạn sẽ còn được thấy nhiều những cái nhà lịch sử giao dịch của bản thân tôi, cũng giống như các người học viên khác của bên trung tâm đào tạo Forest sẽ được trình chiếu trên trực tiếp website của chúng tôi. Để gì nhỉ, đấy là những cái sự hỗ trợ của bên trung tâm đào tạo Forest muốn cho gì nhỉ, những ai là nhà đầu tư của thị trường này hiểu được và gì nhỉ, nhìn vào những giá trị này mà có thể điều tiết các cái lệnh giao dịch của bản thân mình ở trên thị trường. Khi các bạn hiểu được những giá trị này trên thị trường rồi thì các bạn sẽ thấy được một thứ nhỉ, các bạn không cần những số vốn lớn mà các bạn vẫn có thể kiếm được những giá trị lớn về trên thị trường này. Còn khi các bạn không hiểu được điều này thì các bạn có bao nhiêu vốn thì các bạn cũng mất đi mà thôi. Thì các bạn thấy khi các bạn coi một cái lịch sử giao dịch dịch, các bạn phải coi cái phần trade này xem có còn vướng lệnh hay là không. Nhiều ông gì nhỉ sẽ che giấu phần này đi, họ chỉ show cho bạn những cái lệnh lời thôi, như vậy thì rất là nguy hiểm, hoặc là kéo lệnh xuống che cái phần ba lăng này, equity các thứ này đi, bởi vì đây nó âm cả đống, hoặc là nhà nó sẽ kéo nó che cái này đi, các bạn nhìn thấy nó che phần phía trên này đi, thì đây là để cho chính các bạn nó che phần này đi này. Này, để tôi kéo tôi che cho các bạn đấy, nó che như này đi thì làm sao các bạn biết được đây là tài khoản live demo. Rồi hầu như tôi nhìn những tài khoản này tôi khuyên toàn bộ các bạn phải nên né những cái người thầy dạy này ra, bởi vì vấn đề nhà thầy phải có trách nhiệm chứng minh về những cái khả năng giao dịch của các bạn trên thị trường. Và đây các bạn phải coi cái mặt chơi này là một này, rồi xem còn vướng lệnh hay không. Rồi hai là qua cái phần mà gì nhỉ, lịch sử giao dịch này thì các bạn phải coi những cái gì thì tôi cũng chia sẻ để các bạn thấy. Thứ nhất các bạn coi về cái khối lượng này, điều đầu tiên các bạn nhìn vào là các bạn nhìn vào cái khối lượng này. Thứ hai các bạn nhìn vào cái lịch sử do cái là cái thời gian giao dịch này, đây là cái quan trọng nhất để các bạn đánh giá, bởi vì có rất là nhiều đội nó sẽ gì nhỉ, nó sẽ chỉ ấn cái profit này thôi, phần nào lời nó sẽ show ra, và lúc đấy các bạn sẽ thấy được một thứ nhỉ, sẽ có khoảng thời gian này nó lung tung lên, thì lúc đấy là nhà chỉ có phần lời lên thôi, thì lúc đấy nhà tôi coi đến phần này là tôi khẳng định ngay tôi không muốn coi lên phần này nhé. Và các bạn đấy là điều thứ hai coi ở mặt lịch sử giao dịch ở phần này. Và điều thứ ba nữa các bạn coi ở đây nữa là gì nhỉ, coi tổng lợi nhuận là bao nhiêu, nạp bao nhiêu, rút là bao nhiêu. Điều thứ tư nữa ở trên thị trường này các bạn ấn vào đây này, các bạn ấn on hit này, nó sẽ hiện ra đó, các bạn ấn vào đây ấn on hit nha, nó sẽ hiện ra cho bạn tổng toàn bộ lịch sử giao dịch, bởi vì như vậy các bạn mới biết được nhỉ, lời lỗ là như thế nào trên thị trường này. Còn không nó sẽ gì nhỉ, chỉ cho các bạn thấy một phần nào gì nhỉ, giá trị lợi nhuận của nó, còn phần âm của nó sẽ che giấu đi trực tiếp ở trên thị trường này, nó sẽ che giấu cho bạn coi phần này xem còn vướng lệnh và gì nhỉ, tài khoản có bị âm hay bị cháy gì không. Đây là những điều mà chúng tôi chia sẻ đến cho trực tiếp các bạn. Các bạn tuyệt đối không nên gì nhỉ, học ở những nơi mà gì nhỉ, không cho các bạn nhìn thấy về tài khoản, không cho thầy của các bạn show bằng tại gì nhỉ, chụp hình chụp trên điện thoại. Vậy tôi nói hẳn tất cả hình chụp đều Photoshop được hết. Thế nên gì nhỉ, tôi không tin điều đó. Chúng ta đi học và chúng ta phải mất tiền, và chúng ta giao dịch ở trên thị trường giao dịch dịch Forex bản thân chúng ta cũng phải mất tiền. Thế nên gì nhỉ, những giá trị này cần phải được chứng minh về bằng khả năng của họ giao dịch ở trên thị trường, chứ không phải là nhỉ, bằng những tiểu xảo. Và kế tiếp nữa trên thị trường này các bạn phải coi nữa xem tài khoản này là tài khoản live hay là tài khoản demo hay là tài khoản sen hay là gì nhỉ, tài khoản micro. Bởi vì giá trị của tài khoản sen cả tài khoản micro thì nó không nói lên gì hết, bởi vì các bạn có thể vào trong website đào tạo Forex để đọc những bài phân tích về giá trị của tài khoản sen hoặc tài khoản micro, bởi vì hai tài khoản này chỉ dành cho những người mới tập chơi trên thị trường thôi. Bởi vì để làm sao để nhận biết được tài khoản sen và tài khoản micro, các bạn vào chỗ này này, ví dụ như đây là XAU thì chỗ này nó để sen hoặc micro. Đây là cái thứ nhất để các bạn nhìn. Cái thứ hai các bạn nhìn nữa là chỗ này này, cái chỗ cái mũi tên tôi đang chỉ này. Đó, cái con chuột tôi đang chỉ đây này, thì chỗ này nó sẽ để này nhỉ. Ví dụ như XAU thì nó sẽ để sen hoặc là micro nhá. Hoặc thứ ba nữa các bạn có thể lật ở đây ra thì các bạn có thể thấy này, điều này bên này thì cái phần chỗ này này, phần chỗ này này. Đó, cái phần ở bên này thì nó sẽ cũng hiện ra gì nhỉ, sen hay chỗ phần mà gì nhỉ, symbol này. Còn chỗ nó sẽ hiện ra này nhỉ, XAU hoặc USD, nó sẽ hiện ra là thêm một phần nữa bên cạnh nữa là sen hoặc micro. Hoặc là bất kỳ cặp ngoại hối nào nó sẽ hiện ra thêm một chữ sen hoặc chữ micro. Như vậy giá trị như vậy là các bạn nên phải gì nhỉ, suy xét lại.
trên cái gì nhỉ, khi mà các bạn quyết định nhá. Khi mà các bạn học xong ở bất kỳ một nơi nào đó rồi thì tuyệt đối không được nghe thầy mở ngay tài khoản ra đánh, mà hãy yêu cầu, các bạn được phép yêu cầu thầy của các bạn vận dụng phương pháp vào trong thị trường thật thực tế và phải trên những tài khoản lớn và đem được ra giá trị về. Trong đó thì nhỉ, những điều này thì học viên của đào tạo Forex đều thấy rõ hết, thì nhỉ, họ thấy rõ tôi vận dụng từ tài khoản lớn cho đến tài khoản nhỏ và thị trường thực tiễn. Và gì nhỉ, tôi luôn luôn khuyên và mong muốn học viên của bản thân tôi sẽ phải theo dõi tài khoản của tôi từ 3 cho đến 6 tháng, bởi vì có như vậy thì họ mới ngấm được cái phương pháp họ học là như nào. Thứ hai là nhà họ hiểu được cái thị trường này vận hành như thế nào. Thứ ba nữa là nhà họ quan sát cái tâm lý tôi vào ra lệnh như thế nào ở trên thị trường. Và thứ tư, họ đánh giá xem là nhà giá trị tôi vận dụng phương pháp vào thị trường có đem được lợi nhuận về hay không. Và các bạn phải làm điều này đối với cả chính người thầy của các bạn. Mà các bạn học xong mà các bạn không làm điều này với chính người thầy của các bạn thì các bạn đi chết đi là vừa. Bởi vì vấn đề nhà như vậy các bạn gì nhà sẽ đốt tiền của các bạn và chính những sàn mà thầy của các bạn đang làm IB, và gì nhà luôn luôn sẽ chỉ có một câu trả lời của những người thầy không có khả năng giao dịch là gì nhà, bạn không vận dụng được phương pháp. Đó, đấy là giá trị mà các bạn phải luôn luôn nhớ. Các bạn có thể coi lại những buổi mà gì nhà tôi chơi nông farm hoặc là FOMC trực tiếp cái học viên của tôi trên phòng chơi của tôi, các bạn sẽ thấy học viên tôi ngồi xung quanh tôi mà gì nhỉ, họ luôn luôn họ theo dõi những cái mà gì nhỉ, lệnh tôi giao dịch như thế nào trên thị trường mà tôi đánh rất là lớn. Thế nên gì nhỉ, học viên của tôi họ mới có thể vận dụng được các phương pháp này vào trong thị trường. Thế nên các bạn thử hỏi lại xem này nhỉ, những người các bạn đã đi học qua và những người đã gì nhỉ, tự nhận với cả các bạn là chuyên gia hoặc những người đã gì nhỉ, rất là nhiều năm kinh nghiệm, đã bao giờ cho các bạn thấy được cái điều đó ở trên thị trường này hay là chưa? Đó, đó mới là điều mà các bạn cần để các bạn có thể gì nhỉ, vận dụng được những kiến thức, những phương pháp và những kinh nghiệm đó vào trong thực tiễn. Không có những điều đó thì tôi xin lỗi các bạn rằng muôn đời các bạn không thể nào có thể sống được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi cũng giống như các bạn trong những thời gian ban đầu khi mà bước vào thị trường thì nhờ non nớt, thiếu thốn về kinh nghiệm, không thể giao dịch được, thì nhờ cũng không có xác định được đâu là gì nhờ người giỏi và đâu là người dở. Và sau này dần dần chính bản thân tôi gì nhờ cũng phải tự hiểu ra giá trị này, bởi vì gì nhờ càng những người không có năng lực thì càng những người đấy họ sẽ che giấu vấn đề giá trị năng lực của họ đi một cách rất là khéo léo. Và gì nhỉ, sau này khi mà tôi hiểu rõ giá trị này thì tôi đã gì nhỉ, tìm và gì nhỉ, gặp những người có cho tôi những giá trị mà tôi cần, và sau này tôi đã thành công ở trên thị trường này. Đó, tất cả trên trên thị trường này chúng ta đều phải gì nhỉ, có sự trả giá. Sự trả giá đó không phải là nhỉ, dành cho những người gì nhỉ, nghĩ rằng đầu tư nó là cờ bạc. Đầu tư không phải là cờ bạc, mà gì nhỉ, đầu tư cũng không phải là rủi ro, mà gì nhỉ, đầu tư chỉ là cờ bạc với cả những ai cho rằng nó là cờ bạc mà thôi. Còn đầu tư chỉ rủi ro đối với cả những người không quản trị được nó thì gọi là rủi ro. Chúng ta phải nhớ rằng gì nhỉ, trong đầu tư, người hiểu rõ về thị trường, người quản trị được được các vấn đề ở trên thị trường về nhà, quản lý về vốn, quản lý về bản thân, quản lý về các giá trị kinh nghiệm của mình ở trên thị trường, thì như vậy thì các bạn mới có thể là nhà thành công được ở trên thị trường đầu tư này. Đầu tư chính là gì nhỉ, các bạn phải tính toán các giá trị ở tại hiện tại để đem về cho tương lai của các bạn, chứ không phải là nhà chúng ta vào lệnh đấy và gì nhỉ, chúng ta thắp nhang. Đấy không phải là vấn đề đầu tư. Stop loss hay take profit ở trên thị trường không phải là gì nhỉ, quản trị vốn nhá. Tôi khẳng định các bạn một điều đó. Stop loss ở trên thị trường và take profit ở trên thị trường không phải là quản trị vốn. Các bạn hãy gì nhỉ, coi lại tất cả các tài khoản của bên trung tâm đào tạo Forex xem gì nhỉ, chúng tôi có đánh stop loss hay là take profit không. Đó, đây, no stop loss hết. Nhìn nhỉ, chính các bạn phải nhớ rằng ngay từ những bước ban đầu các bạn đã xác định không đúng người để các bạn theo, và gì nhỉ, ở chính thị trường này các bạn đã không xác định được đâu là kiến thức giao dịch đúng ở trên thị trường này, thì xin lỗi các bạn đã stop loss vĩnh viễn ở trên cái thị trường đầu tư Forex này mà rồi. Chúng ta phải hiểu rõ rằng gì nhỉ, những bước ban đầu các bạn tiếp cận với cả màu đen thì nó đã là màu đen rồi. Các bạn tiếp cận với cả giá trị màu trắng thì nó sẽ là màu trắng rồi. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Quan trọng nhất là nhà chúng ta đang ngồi chung xuống với cả ai, chúng ta có tầm nhìn như thế nào ở trên thị trường đầu tư này. Thị trường đầu tư không thể nào dành cho những người chỉ có tầm nhìn 1, 2 đô hay 5, 10 đô hay là 10, 22 hay 50 đô hay 100 đô. Bởi vì những giá trị đấy không phải là dành cho những người có tư duy để mà vận dụng vào trong các cái cơ hội, để vận dụng tiền của mình để đem ra kiếm về lợi nhuận cho chính mình. Bởi vì vấn đề nhà chúng ta phải hiểu rằng
đầu tư không thể nào gì nhà chúng ta nhìn thấy những cái món lợi trước mắt nhỏ xíu để mà nhà chúng ta đem những cái số vốn lớn ra ngoài, để mà nhà chúng ta đem những cái số lợi nhuận nhỏ đấy về. Như vậy không phải là một nhà đầu tư. Một nhà đầu tư thì nhà chúng ta phải tính toán được các giá trị ở trên thị trường, và nhà làm sao chúng ta phải bỏ vốn ra thấp nhất và đem được giá trị lợi nhuận về cao nhất. Và trong cái quãng thời gian chúng ta ở trên thị trường đấy, chúng ta phải tính toán được các giá trị rủi ro của nó. Và những giá trị rủi ro này chúng ta phải vận dụng về kinh nghiệm, về phương pháp, về các kỹ năng và gì nhỉ, tâm lý, để chúng ta điều tiết các nguồn vốn của chúng ta sao cho hợp lý. Như có như vậy thì chúng ta mới đạt được các giá trị thành công ở trên thị trường đầu tư và đem được vấn đề nhà lợi nhuận về cho chính bản thân mình. Còn các bạn không làm được điều này thì xin lỗi các bạn chỉ là người bơm tiền vào thị trường nuôi dưỡng cho những người có thể kiếm được ra tiền. Và những ai nói rằng thị trường giao dịch Forex không thể kiếm được nhiều tiền hoặc là một ngày chỉ 20 hay 30 đô thì tôi cũng khẳng định với cả chính các bạn một điều rằng thì nhà, những người này các bạn chỉ là gì nhà cưỡi ngựa xem hòa trên thị trường giao dịch Forex mà thôi. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng ở thị trường nào hoặc là ở môi trường nào hoặc là gì nhà trong xã hội, tất cả mọi thứ thì nhà nếu mà tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dễ một cách dễ dàng thì chúng ta đều giàu hết, không có ai nghèo. Và chính vì thế sẽ có gì nhà trong tất cả cuộc sống xã hội này sẽ phân chia ra người nào có khả năng kiếm được nhiều tiền nhất, và sẽ có rất là nhiều người sẽ chỉ có khả năng nhà lầm tưởng mình kiếm được ra tiền mà thôi. Đó, ở trên thị trường đầu tư Forex hay bất kỳ một thị trường đầu tư nào, kinh nghiệm ở trên thị trường không phải là bạn sống bao nhiêu năm ở trên thị trường, mà kinh nghiệm ở trên thị trường đấy chính là gì nhỉ, chúng ta kiếm được ra bao nhiêu tiền ở trên thị trường đấy về, và gì nhỉ, chúng ta có rút được nó về biến nó thành ra tài sản cho chính bản thân mình hay là không. Tôi không cần biết các bạn tham gia thị trường chứng khoán hay thị trường coin hay thị trường bất động sản hay là gì nhỉ, thị trường về nhà đất rồi thị trường về vấn đề Forex. Tôi không cần biết các bạn tham gia bao nhiêu lâu, nhưng tôi chỉ cần biết rằng các bạn rút được bao nhiêu tiền về, đó mới là giá trị mà để đánh giá về sự thành công của các bạn ở trên thị trường này. Các bạn hiểu được điều này thì các bạn mới có thể tồn tại được ở trên thị trường này. Tôi không cần biết gì nhờ các bạn sống bao nhiêu năm ở trong nghề, nhưng cho dù các bạn 10 năm hay 15 năm hay 20 năm ở trong nghề, nhưng các bạn mới chỉ kiếm được 1 đô trên thị trường này thì có thua xa những người mới bước vào thị trường này, họ kiếm được rất là nhiều tiền ở trên thị trường này. Đó mới là giá trị để đánh giá về thành công. Các bạn phải nhớ rằng ở trên thị trường này, ngay cả không phải để nhà ở, ngay cả trong xã hội, chúng ta phải nhớ kỹ một điều là nhà không phải cứ sống lâu là chúng ta có thể giàu có, hoặc là nhà cứ mới bước ra đời là chúng ta đã nghèo. Các bạn hãy nhìn thấy gương của Mark Zuckerberg mà thấy, thì nhà Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú khi mà thì nhà anh chàng này còn rất là trẻ. Còn ngược lại, chủ của KFC đến 65 tuổi mới trở thành tỷ phú. Thì các bạn phải nhớ rằng tất cả đều có một thứ thì nhà quan trọng nhất là nhà các bạn đạt được đến cái ngưỡng đấy ở thời gian nào, thì lúc đấy thì các bạn mới có được tầm nhìn ở tại cái thời gian đấy. Và chúng ta không phải là nhà chúng ta muốn chúng ta giàu có thì không phải là nhà chúng ta nhìn vào những cái sai lầm của người khác mà nhà để che lấp đi những cái sai lầm của bản thân mình. Mà các bạn muốn giàu có trên thị trường và các bạn muốn thành đạt ở trên thị trường đầu tư thì bản thân các bạn phải nhìn ra được những sai lầm của chính các bạn ở trên thị trường này, mà các bạn phải né được những sai lầm đấy, tránh tình trạng là nhà các bạn để những sai lầm đấy được automatic lặp đi lặp lại thành ra một cả một hệ thống. Như vậy thì nhà các bạn tự giết chính bản thân các bạn ở trên thị trường này mà không biết. Vậy tại sao tôi nói hẳn gì nhỉ? Tại sao tôi nói hẳn ra nó lại như vậy? Bởi vì trong đầu tư nó có một thứ gì nhỉ? Người làm chủ cuộc chơi là người biết phân bổ các giá trị ở trên thị trường. Và gì nhỉ? Người giao dịch Forex họ thành công ở trên thị trường này, họ dám cắt những cái lệnh lỗ của họ đi ở trên thị trường này. Và họ hiểu gì nhỉ? Giá trị của khi mà họ bảo toàn những cái nguồn vốn của họ trên thị trường này như thế nào, chứ không phải là nhà chúng ta gì nhỉ, ráng nuôi lỗ cho thật nhiều ra và gì nhỉ, còn khi ăn ấy, thì chúng ta chỉ ăn được có chút một ở trên thị trường. Như vậy thì nhà các bạn không bao giờ các bạn có thể gì nhỉ, tồn tại được ở trên thị trường. Cho dù các bạn có ăn tháng này qua tháng khác, hoặc các bạn ăn 6-7 tháng, nhưng khi các bạn chết một lệnh thì các bạn sẽ nuôi toàn bộ các lệnh đấy. Cuối cùng các bạn sẽ chết. Và trong giao dịch Forex tuyệt đối kế tiếp nữa là nhà các bạn không nên giao dịch Martin Gold là giải lệnh. Bởi vì như vậy thì các bạn sẽ hại các bạn rất là nhiều. Và thì nhà các bạn sẽ không hiểu được giá trị của điểm vào cộng với cả thời gian vào lệnh. Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng gì nhỉ,
khi đầu tư ở trên thị trường, cơ hội đầu tư cộng với cả thời điểm đầu tư rất là quan trọng, bởi vì cơ hội cộng với cả thời điểm nó sẽ giúp cho ta một thứ gì nhỉ, tránh được đi rủi ro rất là nhiều. Người hiểu được giá trị này thì có thể tồn tại ở trên tất cả các môi trường về đầu tư. Còn khi mà gì nhỉ, bản thân các bạn không hiểu được các giá trị này thì các bạn ở trên bất kỳ môi trường đầu tư nào, các bạn cũng chỉ là người mất ở trên thị trường này mà thôi. Chúng ta cũng thế, chúng ta tại làm sao mà gì nhỉ, bản thân chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta cứ thắc mắc là gì nhỉ, chúng ta bị những giá trị khác nó làm cho gì nhỉ, lòe mắt lên. Tại sao lại có điều đó? Bởi vì chính bản thân chúng ta tự huyễn hoặc bản thân mình thôi. Tại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần đi tìm một chén thánh, chúng ta cần nghĩ rằng nhà chúng ta cần phải nhà học cho thật nhanh để ra có thể kiếm được ra tiền, và chúng ta cần kế tiếp là nhà cần có người để phụ thuộc vào trong thị trường này. Đầu tư không có những cái vụ mà như vậy ở trên thị trường, bởi vì vấn đề nhà các bạn phải hiểu rõ bản chất của bạn, các bạn đang cần gì ở trên thị trường này. Không có vụ nhà 2-3 ngày ra có thể kiếm được tiền, không có vụ học ở trên lớp ra mà có thể kiếm được tiền. Các bạn phải nhớ cái điều đó, và các bạn đừng có nên bao giờ đi học gì nhờ online. Bởi vì vấn đề nhờ các bạn học online thì lấy giá trị gì ra để cho các bạn hiểu vấn đề này? Các bạn học như vậy thì các bạn chỉ cuối cùng các bạn chỉ phí tiền học những cái căn bản ở trên thị trường này một bằng một cái giá quá mắc mà thôi. Chúng ta phải nhớ kỹ rằng mọi thứ chúng ta đều phải đánh đổi, đó là nhờ bằng cả một thời gian chúng ta phải tích lũy bằng các giá trị tiền ở trên thị trường này. Nhưng gì nhờ các giá trị này chúng ta tích lũy để chúng ta đánh đổi nó, thì chúng ta phải có được một thứ đó nhờ là đánh đổi cho nó xứng đáng. Tại sao tôi họ bảo là phải đánh đổi cho nó xứng đáng? Bởi vì vấn đề nhờ đánh đổi cho nó xứng đáng, bởi vì khi các bạn phải trao những số tiền đấy ra là cả một quãng thời gian các bạn phải đổ mồ hôi, đổ công sức ra để các bạn tiết kiệm, và gì nhỉ, các bạn phải chắt bóp. Khi các bạn bỏ những cái khoản tiền đấy ra để các bạn theo học ở đâu, thì bản thân chính các bạn đã phải gì nhỉ, đã phải bớt đi những cái số tiền đấy ở trong gia đình của bản thân mình. Chính vì thế thì nhỉ, các bạn bỏ cái số tiền đấy ra thì các bạn phải yêu cầu được cái người mà đứng ra đào tạo cho các bạn chứng minh về năng lực của họ ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nếu mà gì nhờ họ không chứng minh được những điều này thì lý do gì các bạn phải bỏ những cái khoản tiền đấy ra cho họ, và gì nhờ họ không chứng minh được thì lấy gì ra các bạn tin? Vậy thì lý do gì các bạn xuống tiền để cho họ? Đó là lý do mà gì nhờ tại sao chúng ta khi bước vào thị trường này, những bước ban đầu chúng ta thiếu thốn kinh nghiệm, và gì nhỉ, chúng ta phải cúng tiền cho những con gà được mang tên là nhỉ chuyên gia Forex ở trên thị trường này. Và gì nhỉ, khi mà chúng ta cúng tiền cho nó rồi, chúng nó còn vẽ vời chúng ta ra mở tài khoản. Và tôi đã là nhỉ, cách đây vài năm đã là nhỉ bị trường hợp đấy xảy ra với cả thằng thầy đầu tiên của tôi trên thị trường này. Tôi cũng không có ngại ngần nói gì hết. Và các bạn có thể gì nhỉ vào trực tiếp website của tôi tìm cái bài chia sẻ của tôi viết về cái người thầy mà gì nhỉ, đã thì nhỉ làm cho tôi mất mát rất là lớn, và nhà tôi đã phải gượng dậy trong cả một cái khoảng thời gian nói chung là rất là nhanh, tại vì cũng có nhiều lý do để mà tôi có thể thì nhỉ đi tiếp trên con đường này. Ai cũng thế, phải cân đong đo đếm, phải hiểu rõ giá trị của bản thân, phải hiểu rõ giá trị của nội tại ở bản thân mình, và bản thân chúng ta phải gì nhỉ phải có sự đánh đổi. Không thể nào gì nhỉ chúng ta bắt một thứ gì nhỉ nhanh gọn lẹ rẻ và phải có giá trị ngay được. Bởi vì vấn đề nhỉ, những người như vậy là những người, tôi nói hẳn là những người lười biếng ở trên thị trường này, thì sẽ bị những kẻ khác họ sẽ gì nhỉ thuốc vào đầu các bạn, và gì nhỉ họ trục lợi mà thôi. Tôi và cũng giống như các bạn ở trên thị trường này, hoặc là bất kỳ người học viên nào của bản thân tôi cũng thế, chúng ta đều có những cái sai lầm ở trên thị trường. Nhưng quan trọng gì nhỉ, chúng ta có dám sửa sai cái đấy hay là không? Nếu mà gì nhỉ chúng ta không sửa sai thì chúng ta không thể nào thành công ở trên thị trường này. Các bạn thấy, đáng nhẽ tài khoản này chỉ có trong 7 ngày tôi đã đánh lên đến 2.400 đô rồi. Nhưng mà các bạn thấy đấy, tại làm sao mà tôi lót ở trên thị trường này và tôi phải cày lại ở trên thị trường này, là do hôm buổi sáng thứ hai tôi có vào một lệnh là 5 lót đây, các bạn có thể thấy đây. Thì các bạn thấy đó, tôi vào một lệnh là 5 lót, nhưng mà gì nhỉ, tôi đi xuống nó đánh răng rửa mặt, tôi chạy lên thì nó stop out khỏi thị trường. Và gì nhỉ, tài khoản cũng chỉ còn rất là ít tiền, là nhỉ, tôi có thể đánh lại ngay tất cả các lệnh ở trên thị trường. Và mọi người thấy, sau đó tài khoản vẫn lên lại nhỉ, vượt qua cả số tiền ban đầu mà gì nhỉ tôi bị âm đó. Mới đầu tôi
tuần trước vào thứ bảy tuần trước cũng lần này tôi live stream, mọi người có thể dở lại cái video phía trước và mọi người thấy tài khoản lúc đấy khoảng tầm 2.400 đô và bây giờ tuần này là 2.514 đô. Và các bạn phải thấy rõ ràng là gì nhỉ, các bạn có năng lực để các bạn cứu lại chính tài khoản của các bạn hay là không, đó mới là giá trị để các bạn tồn tại tiếp ở trên thị trường này, chứ không phải là nhờ chúng ta mất tiền một cách vô trách nhiệm với cả những cái số tiền mà nhờ bản thân chúng ta phải tích góp một thời gian rất là dài ra để mà gì nhờ chúng ta cháy tài khoản rồi chúng ta tiếp tục nạp lại. Các bạn hãy thử vận dụng những tài khoản mini để mà đánh lên, hay là nhờ những ai chưa đánh được like rồi các bạn thử đánh demo cho tôi từ 3 đến 6 tháng xem các bạn có kiên nhẫn hay là không. Tôi tham gia vào thị trường Forex và tôi đã đi ra training từ những năm 2015 cho đến nay thì tôi rất là hiểu chính các bạn gì nhỉ bị lỗi ở chỗ nào. Và bản thân tôi là những nhà đầu tư trên thị trường này và tôi giao dịch ở trên thị trường này, tôi hiểu rõ rằng gì nhỉ, bước ban đầu trên thị trường này tôi và các bạn gặp những vấn đề gì và tại sao tôi đi nhanh ở trên thị trường này trong những cái khoảng kế tiếp. Bởi vì những giá trị ở trên thị trường này tôi thay đổi rất là nhanh. Và tôi có nói cả tất cả những người học viên của tôi, khi mà tôi dạy xong tuyệt đối không được tin vào tôi, mà bản thân những cái người học viên này họ phải tin vào chính những sự quyết định của họ ở trên thị trường này. Bởi vì có như vậy thì sau này bản thân những người học viên này họ mới ra, họ mới có thể tự chủ trên những giao dịch của họ. Và cũng giống như là nhỉ, họ đi bất kỳ thị trường nào họ mới có thể tự chủ trên những cái quyết định của họ. Bất kỳ phương pháp nào không có dành, bất kỳ phương pháp nào dành trong đầu tư không có dành cho những người mà gì nhỉ lập lờ trên thị trường, không có dành cho những người ai có thể gì nhỉ quyết định một cách gì nhỉ ẩu thả ở trên thị trường giao dịch Forex này. Bởi các bạn làm như vậy thì các bạn tự có lỗi với những số tiền của các bạn, và khi các bạn mất hết tiền rồi thì bản thân các bạn nhìn lại xem các bạn được cái gì, hay là các bạn cảm thấy hoang mang ở trên chính thị trường này mà thôi. Tôi cũng giống như các bạn gì nhỉ, khi chúng ta kiếm được ra tiền thì chúng ta tự tin, và khi chúng ta mất tiền và mất hết những khoản tiền chúng ta dự trữ thì bản thân chúng ta sẽ nhỉ chẳng còn tin vào cái điều gì, và gì nhỉ chính bản thân chúng ta sẽ gì nhỉ không tin vào những cái quyết định của bản thân mình nữa, và bắt đầu chúng ta đi xin lệnh và nhỉ đi nghe ai nói thế này thế nọ, bắt đầu lại lao theo. Tôi nói hẳn cả các bạn, người như vậy các bạn sẽ không bao giờ thành công ở bất kỳ nơi đâu. Bởi vì các bạn phải nhớ kỹ rằng nhìn thấy tôi giao dịch dễ, đó là gì nhỉ? Đó là cả một cái quá trình mà tôi phải luyện tập, đó là cả một cái quá trình mà bản thân tôi phải đấu tranh và bản thân tôi phải trả giá cho nó. Không phải gì nhỉ? Một hai ngày có thể có được những điều này. Toàn bộ những người học viên của tôi ở trong hội đều có thể thấy rõ gì nhỉ? Một ngày tôi làm việc bao nhiêu và gì nhỉ? Một ngày tôi ôm máy để tôi nghiên cứu như thế nào và gì nhỉ? Những vấn đề mà xử lý lệnh ở trên tài khoản luôn luôn được tôi cập nhật trực tiếp trong anh em trong hội và gì nhỉ? Tất cả những tài khoản học viên tôi đều gì nhỉ? Ngồi coi và gì nhỉ? Nếu mà cần thiết là tôi xử lý ngay. Bởi có như vậy thì bản thân chúng ta mới có thể đi tiếp ở trên thị trường này một cách dài hạn. Chứ không thể nào gì nhỉ mà chúng ta ẩu thả chỗ kêu là nhà giao dịch Forex mà thì nhà 9-10 giờ biến khỏi thị trường, thì tôi nói hẳn cả các bạn, mẹ cái thằng đấy thì làm sao mà nó sống được ở trên cái nghề này. Bởi vì vấn đề nhà chúng ta phải hiểu rõ là thị trường này nó là nhà phụ thuộc vào thị trường nào, chứ không phải là nhà nó theo cái thời gian của Việt Nam hay là gì nhỉ, phải theo thời gian nào chúng ta phải xác định được. Đó, mỗi một phương pháp sẽ có những cái cách vận dụng riêng, và chúng ta phải nhớ kỹ rằng phương pháp, kinh nghiệm và gì nhỉ kiến thức, ba điều này, phương pháp, kinh nghiệm và kiến thức, không phải là gì nhỉ ở trên sách vở, dạy trên sách vở ai cũng thể dạy được, và gì nhỉ các bạn có thể lên Google học cho nó đỡ tốn kém, mà gì nhỉ phương pháp, kinh nghiệm và gì nhỉ phương pháp, kinh nghiệm và kiến thức cần phải được có người vận dụng vào thực tế và họ phải chứng minh về giá trị đó cho chính các bạn thấy, thì đó mới là phương pháp, kinh nghiệm và kiến thức có giá trị ở trên thị trường đầu tư Forex này. Còn lại tất cả đều là vô giá trị hết nha. Đấy là tôi nói hẳn cả các bạn. Đấy là gì nhỉ? Đấy là những lời chia sẻ của bản thân tôi đến cho chính các bạn. Còn các bạn thích thì các bạn có thể đến website của tôi coi. Các bạn thích thì các bạn có thể gì nhỉ? Không nghe tôi hoặc là xóa FB tôi đi, chặn tôi cũng được. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng tôi không bao giờ đi
đi chèn gì nhỉ, đi 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 xe link của tôi vào những chỗ khác ngoại trừ vấn đề nhỉ. Tôi á, link FB của tôi thì tôi tự tôi chơi thôi. Đấy là những giá trị mà gì nhỉ, tôi mong muốn tôi truyền tải lên, tại vì tôi muốn rằng các bạn hiểu rõ rằng rằng thị trường forex hiện nay tại sao 99% ra ngoài chết ở trên thị trường này. Và các bạn thử coi lại đi, xong suốt 4 tháng qua tôi chia sẻ những cái điều này đến cho các bạn, thì các bạn có hiểu được ra vấn đề tại sao 99% chết ở trên thị trường này chưa? Chỉ đơn giản rằng 99 100 thằng đi dậy thì gần hết, gần 100 thằng đi dậy đấy rồi thì hết 97 98% không có khả năng giao dịch ở trên thị trường này. Và tất cả những thằng không có giao dịch ở trên thị trường này, nó chỉ có một thứ đối với chính các bạn, đó là nhỉ, nó không dám chứng minh về năng lực của nó ở trên thị trường này. Tôi gì nhỉ, chỉ mong muốn các bạn phải hiểu rõ điều này. Và gì nhỉ, chúng ta không ở trên thị trường đầu tư tuyệt đối không được tin vào bất kỳ ai, chỉ tin vào sự quyết định của bản thân chính chúng ta trên thị trường này. Và đến lúc đó thì các bạn mới hiểu được giá trị như thế nào. Và có một chương trình rất là hay, tôi cũng hay coi, và thì nhà tôi cũng hay hướng học viên của tôi đến để cho học viên của tôi theo dõi và nhận định. Đó là chương trình về cắt xác ở trên thị trường. Các bạn thấy đó, giao dịch forex chỉ đơn giản là nhà, nó không phải là cái gì nó quá cầu kỳ. Giao dịch forex chính là gì nhà, bản thân mỗi chúng ta phải đem những khoản tiền của chính chúng ta đi vào để gì nhà, buôn bán tỷ giá và đem tiền về. Có khác gì nhà, chúng ta ra ngoài chúng ta đi đầu tư hay đi kinh doanh hoặc làm bất kỳ một cái gì đó đâu thì nhà. Thế khi các bạn thì nhờ coi cái chương trình xác đấy thì các bạn phải thấy rõ rằng nhỉ, tại làm sao có những đội đi đi ra chào startup mà 4 xác 5 xác đòi nhảy vào để mà gì nhỉ, hợp tác hoặc là để đầu đầu tư. Tại sao có những người đi ra chào mời startup lại không có ai đi vào chào mời đầu đầu tư? Thì các bạn phải hiểu rõ rằng rằng họ đánh giá ở đấy là cái gì, chứ không phải là nhà họ vào đấy là họ cờ bạc. Và thị trường forex này cũng thế, bản thân chúng ta phải nhìn thấy và phải đánh giá được năng lực của bản thân chúng ta, năng lực của kiến thức, năng lực của người đi dạy, năng lực của cái sàn đấy và gì nhầm, và chúng ta có kiểm soát được tổng bộ cái đấy hay là không. Rồi á, cách quản trị vốn, cách thoái vốn, rồi cách gì nhà xử lý các cái cơ hội mà gì nhà sai lầm ở trên thị trường để cho về hòa vốn như thế nào, chứ không phải là nhà chúng ta ra chúng ta cứ cắm đầu vào trong đấy mà giao dịch đâu. Đó, các bạn phải hiểu rõ cái điều này. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng đây là nhà video live stream để thứ nhất là nhà để cho toàn bộ học viên của tôi ở khắp các nơi từ trong nước đến ngoài nước thì nhà có thể theo dõi và nghe để mà gì nhà có thể thì nhà hiểu rõ được thì nhà những giá trị mà tôi truyền tải. Và tôi cũng mong muốn rằng toàn bộ học viên của tôi cần bất cứ điều gì có thể vào trong room trực tiếp ở trên Telegram thì nhà để liên hệ với cả tôi hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho tôi để trao đổi, bởi vì đó chính là điều mà gì nhỉ, chúng tôi mong muốn nhất ở trên thị trường này. Rồi mỗi khi tôi đi đến vùng nào training giao dịch thì chúng tôi mong muốn rằng tất cả học viên ở các vùng đấy nên ngồi lại và gì nhỉ, theo dõi những có những buổi theo dõi tôi nhờ gỡ tài khoản cho khách hàng và giao dịch trực tiếp ở trên thị trường để gì nhỉ, các bạn có thể hiểu và vận dụng phương pháp của tôi và phương pháp của tôi đã truyền dạy cho các bạn vào thị trường thực tiễn. Rồi thứ hai nhà cũng mong muốn rằng nhà đầu tư các nơi coi qua những cái các live stream video trực tiếp này của chúng tôi thì các bạn có thể gì nhỉ, nhìn lại những cái thất bại của bản thân mình ở trên thị trường này và gì nhỉ, các bạn có thể điều tiết nó và các bạn không gì nhỉ bị mù quáng ở trên thị trường này. Đừng có ảo tưởng về thị trường này nó quá nhiều, bởi vì chúng ta ảo tưởng thì chúng ta không thể nào tồn tại trong thị trường đầu tư được. Và gì nhỉ, các bạn nên nhớ thị trường đầu tư là những giá trị của vấn đề nhà tâm lý này cần được nhất là nhà chúng ta phải có kinh nghiệm để chúng ta vận dụng, chứ không phải là nhà những giá trị này mà gì nhà chúng ta cứ ra thì chúng ta thích thì chúng ta làm, chúng ta không thích thì chúng ta bảo ngày hôm nay chúng ta chưa có lệnh nào để giao dịch, hoặc là nhà nguyên cả từ sáng giờ chưa có lệnh nào, hoặc là nguyên tuần. Vấn đề đấy không phải là vấn đề cơ hội trên thị trường này. Cơ hội không phải có nhiều, cơ hội các bạn phải nhớ kỹ một điều rằng cuộc đời chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để làm giàu, còn lại toàn bộ các cơ hội mà chúng ta nắm bắt được đều là những cơ hội chỉ để cho các bạn kiếm cơm hàng ngày mà thôi. Các bạn phải đánh giá được, các bạn phải hiểu rõ được giá trị này. Còn khi các bạn không hiểu rõ được những giá trị này thì các bạn chết là
điều rất là bình thường ở trên thị trường này. Và kế tiếp nữa, tôi mong muốn cả học viên tôi và cả các nhà đầu tư phải hiểu rõ ràng gì nhỉ, niềm đam mê không phải là vấn đề nhà đam mê mất tiền, mà gì nhỉ, chúng ta không phải là đam mê một cách mù quáng. Các bạn phải nhớ kỹ, đam mê không phải là đam mê mất tiền và cũng không phải đam mê mù quáng, mà tất cả chúng ta đây là nhà để đều đam mê kiếm được ra tiền. Thế chính vì thế các bạn thà đi chậm lại bước ban đầu, các bạn thà đi chậm lại bước ban đầu để về sau các bạn đi nhanh bước ban sau, đó mới là giá trị cần thiết nhất. Rồi kế tiếp nữa, các bạn phải nhớ rằng trong thời gian ban đầu các bạn tìm hiểu về thị trường, làm sao các bạn phải mất ít nhất trong thời gian ngắn nhất và gì nhỉ, phải hiểu được giá trị nhiều nhất, chứ đừng để các bạn làm theo một cái chu kỳ rồi nhỉ, trong thời gian ngắn nhất mất nhiều nhất và cuối cùng chẳng hiểu được cái quái gì hết. Vậy thì xin lỗi các bạn, các bạn có đi trên con đường đầu tư forex này hàng chục năm nữa thì các bạn cũng chỉ là gì nhỉ, lính cảm tử trên thị trường này mà thôi. Đó, cũng là ngày cuối tuần, cũng thể theo yêu cầu của toàn bộ học viên của bên trung tâm đào tạo forex, chúng tôi đã đi nhà, tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex, đã gửi đến cái tài khoản này để cho học viên của chúng tôi theo dõi, và cũng gửi đến cái tài khoản này để cho toàn bộ nhà đầu tư trên thị trường theo dõi. Website đào tạo forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, mong rằng toàn bộ học viên gì nhỉ, sẽ cố gắng nhìn vào chính những gì mà gì nhỉ, bản thân tôi đã gì nhỉ, cố gắng ngày đêm cùng đồng hành cùng cả anh em ở trên thị trường này gì nhỉ, bằng giá trị thực tiễn này, thì anh em cố gắng cần gì cứ gọi tôi trực tiếp, đừng có ngại, bởi vì tôi không có gì nhỉ, tôi và các bạn bây giờ đã là nhà chung một nhà rồi. Còn tất cả các nhà đầu tư nên suy nghĩ lại trước các lệnh mà mình giao dịch ở trên thị trường này, hiểu thì hãy nạp tiền, không hiểu thì đừng có nạp tiền vào mà giao dịch. Website đào tạo forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.